Liếc bắn ơi, anh vơ thử coi em nào. Vơ cái. Anh em nói anh em bên đội thợ lặn mình như biết bơi gì anh. Em chị em lặn đặc công luôn. Một hơi là một phát qua bao biển luôn như luôn. Nước anh ơi. Đây mà bây giờ giờ cô cháu hiệp Taliban đây. Cô cháu chuyên làm vùng đâu. À lúc đấy ở đâu, ở đoạn nào hả em? Lúc đoạn nào đấy em? Hả Việt? Em ở đoạn nào đấy, em ở gần chỗ anh không? Đi em vào đây. Vui vẻ lên, vui vẻ lên, vui vẻ lên mấy cô em nhá. Lúc nào cũng suốt ngày đi chỉ dình đi sân si làm cái gì. Dạ. Cho đây bên bên cháu đang 7.800 người xem. Đấy. Anh chào 8.000 người nhá. Ôi. Hồ Tây rồi nào? Thế là Hồ Tây gần gần nhà anh rồi. Anh rồi em tôi đang đi du thuyền bên Dubai. Đang bên Dubai. Du thuyền nhưng mà anh kiếm du thuyền đội của lón lái Việt Nam ngày xưa. Hồ Tây đoạn lái em Hồ Tây đoạn nào đấy? Ai yêu quý mình nhảy xuống hồ em nhở? Ơ tầm mày lên 1k thì xem là nhảy xuống hồ ngay. Đấy, vớt cá luôn. Mệt đấy em, nói chiều mà. Anh ra nhớ, anh ra đi anh ra đi, anh đặt vịt. Mẹ mỏi ơi. Hello cả nhà mới vào nhá, hello anh em nhá. Không biến gì à anh em, có biến gì để hóng đâu. Không biến gì để hóng đâu. Ở đây chỉ là đi vớt cá đấy anh em ạ. Đấy. Nóng anh nhở. Úi giời, hết nước trầm luôn. Toát mồ hôi luôn. Theo là bên hồ này em đỡ mùi hơn bên hồ bên kia. Hồ kêu nhiều mùi lắm. Toàn cá chết. Rồi bạn mình đang bên Trúc Bạch. Đặc biệt Trúc Bạch. Đóng thằng căng. Phát vào luôn. Cứu ơi. Anh em đi vớt cá. Hello ơi. Anh Nhạn đang đi vớt cá rồi, đang đi vớt cá rồi. Anh Nhạn đang vớt cá đồ bên kia rồi anh em ạ. Dạy đi bác. Ôi. Nghe giọng bác trên cảm. Bác đi bác, bác đi bác. Giọng tôi chẳng bây giờ tôi chửi nhau với anh à. Bạn em bây giờ tôi chửi chữ đờ mờ hay là giết gì đâu, tôi chẳng bây giờ tôi chửi. Mồm mình không sang hèn mồm gì. Bạn hiểu không? Mình phải nói lịch sự đàng hoàng thì... nhưng mà người ta vẫn phải ấy được kìa chưa. Chứ mình chửi nó thành như chết dở luôn đấy. Nhiều khi mình nói lịch sự mà nhiều đứa nó vẫn ghét mình, vẫn cay cú, nó không hiểu sao nó tài thật. Bạn ơi cứu mình ơi. Cá sang mồm. Hiện tại còn một, hai con. Đây đây. Đây ba, đây ba mà. Bây giờ mà chết thì bỏ mẹ. Cá bé mất bình thường chưa? Thôi nào phải chưa? Lòng hoa đúng không anh? Tối mà. Không mở, có nước đâu, bảo mà mà uống. Ai mang được ra? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Nặng thì tầm này cho ấy thôi, mình chết rồi, toàn rồi. Sao? Lên đi. Đây 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 đây. Trêu luôn anh em ạ, bây giờ mình trêu cái gì trêu nó cũng vừa phải, nhưng mà mình vẫn chẳng bây giờ mình trêu quá, anh em hiểu không? Trêu quá nhiều khi nó cũng mất hay ấy. Trêu gì vẫn để giữ được cái tình cảm cho anh em, mình sau còn gặp nhau còn mời nhau chén rượu hay là mời nhau gì đấy giao lưu cà phê cà pháo.
Nhưng mình thì không bao giờ mình trêu kiểu mà thách thức người ta hay là kiểu đưa người ta vào đường thế các kiểu cái này lọ không có. Trêu giải trí thôi. Cô ở đây mình có điếu không cô nhỉ? Không. Không có cô. Ừ. Dạ vâng. Đấy, tìm cái điếu cái khó quá. Đúng không bạn? Mình thì trêu văn minh lịch sự mà. Kể cả đến cái việc của anh Tế Điên anh lên đây thì mình cũng rất là lịch sự. Mình cũng nói với anh ý chứ kể cả trên mạng có nói nhau như thế nào ấy. Thì mình ra ngoài nó khác, cư xử nó khác chứ không phải là ấy. Nhưng mà mình nghĩ anh ý về anh ý say quá thôi. Xong rồi anh ý nói không kiểm soát được lời nói của anh ý thôi. Còn nếu mà xong cái sự việc này thì mình chỉ là mong anh ý là rút cái kinh nghiệm đi. Vì đôi khi say quá kiểm soát lời nói mình nó mất hay đến nhiều người, ảnh hưởng rất là nhiều người. Đấy. Ờ anh em đang đi đánh cá anh ạ. Thực ra thì có gì là vậy đâu anh em, thì em chỉ là ra giải trí giao lưu với cả mọi người trên mạng thôi. Anh Nhạn thì anh ấy quen cái kiểu cuộc sống là wifi mõm rồi thì mình chơi bằng mõm anh ấy thôi chứ có gì đâu anh em. Cho anh ấy cảm nhận là đúng cái kiểu là khi mà nói người khác nói lại đấy. Hát bài khí thế. Dạ anh ơi, em thì em gửi lời anh ấy đây, anh đang mải vớt cá quá. Nhiều khi anh em trẻ con ở dưới kia người ta cũng không biết, người ta hay vào tô xích với là chửi bới nhưng mình kệ. Như các bạn thì rất là dốt, cứ vác cái hai cái từ Hải Phòng mà xong để cho anh em trên mạng người ta nói thôi. Phải mất hay không? Mất đoàn kết không? Dạ? Bánh Sơn cũng đang làm việc. Đang làm việc là anh đây, anh Sơn đây, anh đang đây. Đi cứu hộ luôn anh ơi. Đúng rồi anh, nhiều người mà ở dưới Hải Phòng thì các anh lớn người ta biết cái câu chuyện này mà anh. Nhiều người cũng ra nói chuyện với em ở ngoài là cũng không thích. Đấy, là cũng không thích cái tính của Nhạn lắm nên là em nói nhiều thì các anh bảo phải nói ra để cho hiểu, chứ còn không nói thì cứ suốt ngày như thế, tưởng như thế là hay. Ok bạn ơi, anh em chơi vui vẻ nhá. Thèm điếu cày quá mừng mà...